dừng xe lại cho tao. Dừng lại. Mấy anh muốn gì? Tao muốn tụi mày quay về đây xuất phát. Mấy anh là ai? Tại sao lại chặn xe của tụi tôi? Mày nhìn, không biết tao là ai hả? Nếu tôi đoán không lầm á, thì tất cả các anh đều là đàn em của ông Duy Kha. Mày biết đại ca tao là ai rồi, còn thắc mắc làm cái chó gì? Tôi biết ông Duy Kha, nhưng ông ta không có quyền chặn xe trà của tụi tôi đi lấy hàng. Tao không cần biết lý do là gì. Mày muốn về nhà an toàn hay là cái đầu đổ máu? Anh Quy hiếu tôi hả? Nè, nói chuyện đàng hoàng, không có được động tay động chân nha. Mày dám cản tao hả? Chở nữa tụi bay. Tôi nói các anh biết nha, ở đâu cũng có luật pháp hết. Các anh phải trả giá vì hành động côn đồ của các anh ngày hôm nay đó. Mày hù tao hả? Mày chưa thấy quan tài chưa đủ lệ hả mày? Mọi người có sao không? Kiểm tra vết thương lại coi, có ai bị nặng, có cần đi bệnh viện không? Anh em, có ai bị thương nặng hay không? Phải để cho bọn chúng ra tay trước, tôi mới vô bắt được. Tất cả đều là bằng chứng, để buộc tội chúng trước tòa. Dạ, cảm ơn anh, tụi em hiểu mà. Anh em tụi em á, không ai bị thương nặng hết. Anh Hải làm tụi tôi bất ngờ quá. Sao anh không báo để tôi cử người qua kiểm tra? Việc này, tôi chỉ bàn với Kỳ Quý, sau đó thì lực lượng phản ứng nhanh hành động. Bây giờ đưa tất cả về đồn lấy lời khai, kể cả người của công ty trả táo đỏ cũng đi luôn. Dạ, mình đi. 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 Alo, con nghe nè mẹ. Quý à, ba. Con đang bận, có gì con gọi lại cho mẹ sau nha. Coi coi vết thương có sao không? Đâu, đưa tôi coi coi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Về chuyện chung của công ty mà các anh em phải chịu trận này. Chút thiệt thòi này á, nhầm nhò gì anh ơi. Từ lâu á, em đã xem cái công ty này như là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Sao mà không ra sức bảo vệ nó được chứ? Từ nay anh em mình yên tâm lấy hàng rồi, không sợ tụi côn đồ chặn đường mình nữa. Nếu chúng ta biết đoàn kết, sử dụng sức mạnh tập thể, thì không ai có thể làm khó trà táo đỏ được. Đúng. Hiện tại thì tin tức của Hiếu chưa có, nhưng mà chúng ta hết sức bình tĩnh, bằng mọi giá cương quyết giữ vững công ty. Mọi người đồng ý không? Nhất trí. Quyết tâm. Quyết tâm. Cảm ơn mọi người. Hôm nay nếu ai mệt thì về nhà nghỉ, còn ai còn sức tiếp tục ở lại với tôi. Chúng tôi không sao đâu, chúng tôi ổn mà. Thôi anh em mình đi làm việc đi. Dạ. Mình đi. Nhìn công nhân vẫn làm việc đều đặn, nhà máy vẫn đứng vững lúc này, em muốn trớ nước mắt luôn vậy. Thật không ngờ em mạnh và mưu trí đến như vậy. Lúc trước còn thằng Hiếu, mọi chuyện khó khăn em đều dựa dẫm vào nó. Nhưng mà bây giờ
em phải dựa dẫm vô chính mình. Anh rất lo sau chuyện này. Nhất định ông Kha sẽ tìm cách trả đũa em. Nhất định em phải cẩn thận. Anh yên tâm đi, bây giờ em không sợ ông ta đâu. Được đằng chân lên đằng đầu hả? Em sẽ đối mặt với ông ta. Và từ đây anh bên em mãi, cho dấu thời gian ở